Chào mừng các bạn đến với LTG. Hôm nay chúng ta đến với nội dung của Tây Hành Kỷ phần 8 tập 25. Đừng quên ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ LTG nhé. Thay vậy, Địa Tạng Vương nói: Thái Tôn sao lại là bại hoại? Có gì mà lạ chứ? Cái bóng của ta cũng biến thành ma được. Vậy Thái Tôn sao không phải là bại hoại? Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Thái Tôn đã làm ra những chuyện xấu gì? Dùng ma xá lợi mà toán sát tâm, làm y từ thần biến ma, từ chính nhập tà, đúng chứ? Ha ha, đạo đức Thái Tôn, ngươi đúng là quá ngu xuẩn. Ngươi đã là một trong tam tôn, vị trí gần như đứng đầu thiên giới. Ngươi còn muốn tranh đoạt cái gì? Trừ khi... Rồi hắn nhảy tới trước mặt Đại Địa Huyền Linh và nói: Ông tên là gì? Ông là Đại Địa Huyền Linh, nhưng ta luôn nghĩ ông là Thiên Nhất Đại Thần. Rồi hắn quay đi và nói: Nếu lời ông nói là thật, vậy ông là tội nhân của thiên giới. Tên Địa Tạng Vương Phật Trung Chi Ma đứng ngoài nói xen vào: Địa Tạng Vương, bọn ta lần này đến là muốn thỉnh giáo ông một vấn đề. Địa Tạng Vương nói: Người hỏi ta là phải trả lời sao? Thấy vậy, tên Địa Tạng Vương Phật Trung Chi Ma cùng với Đại Địa Huyền Linh quay đi và nói: Cũng phải, vậy ta không làm phiền nữa. Dù sao thì câu hỏi này ông cũng chưa chắc biết câu trả lời. Thấy vậy, Địa Tạng Vương chạy tới trước mặt cản lại hai người và nói: Các ngươi có phải muốn hỏi Thái Tôn tại sao muốn hại Sát Tâm? Bước tiếp theo ông ta sẽ làm gì? Dài dòng thì không cần nói. Sát Tâm do Tam Tôn tạo ra và còn là trụ cột chống đỡ của thần giới. Bây giờ đạo đức Thái Tôn hại Sát Tâm nhập ma, rõ ràng là muốn mượn cớ này để trừ đi thế lực cũ của thiên giới. Bước tiếp theo ông ta chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng sáng tạo thiên thần hoàn toàn mới. Các đại thần đó sẽ xem ông ta là thần trung chi tôn. Danh hiệu Tam Tôn chưa đủ thỏa mãn ông ta. Ông ta muốn thành duy nhất trong thiên giới. Không, trong tam giới, trở thành thần trí cao vô thượng. Nghe vậy, Đại Địa Huyền Linh nói: Không ngờ điều chúng ta muốn làm không mưu mà hợp với những gì đạo đức Thái Tôn muốn. Tên Địa Tạng Vương Phật Trung Chi Ma nói xen vào: Hai bên đều muốn đảo lộn mọi thứ. Chúng ta là âm giới, ông ta là thiên giới. Đến với thiên giới Kình Thiên Nhất Trụ, đạo đức Thái Tôn đang bay lên đỉnh của trụ. Ông đứng lên đỉnh cao nhất, giơ quạt lên, xuất ra bài vân ngự khí Nhật Nguyệt Tinh, Phượng Hoàng Cửu Thiên Quán Ngã Hình. Lúc này một bầy phượng hoàng xuất hiện vây quanh đạo đức Thái Tôn. Ông xuất ra hào quang bộc xa thần đàn. Những con phượng hoàng tụ tập lại một chỗ, xuất hiện một con phượng hoàng khổng lồ vây kín Kình Thiên Nhất Trụ. Lúc này sau vụ nổ xuất hiện một đám thiên thần mới. Đây là đạo đức thiên đoàn trận liệt tại tiền. Đạo đức Thái Tôn xuất ra uy lệnh phù, ông hét lớn: Các đứa con của đạo đức thiên đoàn, hôm nay ta đứng trên Kình Thiên Nhất Trụ cử hành nghi thức thăng cấp thần, để các con chính thức trở thành đại thần thế hệ mới của thiên giới. Lúc này một con phượng hoàng bay lên phía sau đạo đức thiên tôn, ông hét lớn: Các con sẽ được dùng 8 chữ cấp bậc để phân biệt: Sư Vương, Thánh Phật, Lão Tổ, Tiên Quân. Con phượng hoàng khổng lồ bay lên thiên không. Từ phía thiên không xuất hiện một luồng sấm sét cực kỳ uy mãnh, nó đánh thẳng xuống Kình Thiên Nhất Trụ. Những pho tượng đạo đức thiên đoàn khi được luồng sấm sét này chạm tới bắt đầu nứt ra. Từ phía trong xuất hiện những tên thiên thần mới, xếp từ phải qua trái là Nhật Nguyệt Minh Vương, Độc Hỏa Thiên Sư, Nhất Mi Thủy Phật. Chúng quỳ gối trước mặt thiên tôn và nói: Chúng thần tham kiến Thái Tôn đại thần. Đạo đức thiên tôn nói: Các vị đại thần, các con có biết ta tại sao lại sáng tạo các con không? Thiên giới đã không như trước, đã đến lúc dọn dẹp nơi ở của các vị thần. Ta đúng là không muốn thấy trận chiến trăm năm giữa Linh Bảo Thượng Tôn và Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng không muốn thiên giới xuất hiện sự kiện ám hồn. Các con, mỗi người các con đều gánh vác trọng trách. Đạo của ta không phải là đạo thường, chỉ cần các con tin vào ta sẽ thay đổi được thiên giới. Nhưng nếu thần thế hệ cũ muốn ngăn lại, bọn con sẽ gặp thần giết thần. Nếu Phật cản lại, gặp Phật giết Phật. Nhớ lấy, các con không phải lạm sát, chúng ta đi con đường chính đạo, kẻ nào đi khác đường đều là tà ma. Đã thế thì lên, giết hết bọn chúng. Đến với Trường Sinh Mộ Địa, Từ Lão đã đưa cả nhóm Đường Tam Tạng tới đây. Đường Tam Tạng nói: Ông từ khi nào phát hiện ở đây có sức mạnh làm người chết sống lại? Từ Lão nói: Vào năm ngoái, một đứa cháu của ta qua đời. Ta chôn nó ở Trường Sinh Mộ Địa. Tối ba hôm sau, nó trở về tìm ta. Nó trở về kiếm đồ ăn, ta đã hạ lệnh giết chết nó vì tưởng rằng đó là quái vật. Mọi người vây quanh tấn công nó, nhưng kết quả là nó không hề chết mà chỉ ngồi ăn thức ăn. Máu của đứa cháu chảy đầy đất nhưng nó không chết, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Đường Tam nghe vậy nói: Trước khi cháu ông chết đi sống lại, Trường Sinh Mộ Địa có xảy ra chuyện quái dị gì không? Từ Lão nói: Từng có rất nhiều máu tươi trào lên từ dưới đất, chảy qua Trường Sinh Mộ Địa, sau đó biến mất. Đường Tam Tạng nói: Máu tươi trải ra kéo dài 3 ngày là huyết hà, thổ địa đã nói qua. Nghe vậy Từ Lão nói: Huyết hà là gì? Đường Tam Tạng nói tiếp: Trường Sinh Mộ Địa có sức mạnh làm người chết sống lại, ắt là có liên quan lớn đến loại máu bí ẩn. Từ Lão tiên sinh, luân hồi thôn ở trên yêu quái đại đạo, vậy ông có nghe qua tên của yêu quái lục bạo? Từ Lão nói:
Dĩ nhiên có nghe qua, đó là 6 con yêu tộc tàn bạo nhất trong truyền thuyết. Ta còn là một trong 6 tộc đó, Trường Sinh Bạo Tộc. Nghe vậy mọi người đều giật mình, nhưng lúc này các thây ma cũng đã xuất hiện từ Trường Sinh Mộ Địa. Tên thủ lĩnh cũng xuất hiện, Đương Tam Tạng và cả nhóm đều nhận ra chúng. Tên thủ lĩnh đưa Ngao Già tới trước mặt và nói: "Tam Tạng Đại Pháp Sư, vị bằng hữu này muốn tìm ông." Thấy Đường Tam Tạng, Ngao Già liền chạy tới ôm lấy Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng sờ vào Ngao Già, ông nói: "Ngao Già, có chuyện gì thế? Sao cơ thể còn lạnh ngắt?" Ngao Già nói: "Đại Pháp Sư, con đã chết." Nghe vậy Đường Tam Tạng giật mình và nói: "Con có phải được chôn ở Trường Sinh Mộ Địa?" Ngao Già nói: "Đúng, bây giờ con chỉ là một con quái vật không sinh không chết." Về phía cuộc trò chuyện giữa Như Lai và Đại Địa Huyết Linh, Như Lai nói: "Ta đã trả lời câu hỏi của ông, vừa ý rồi chứ?" Đại Địa Huyết Linh nói: "Như Lai, ông dám vì chính nghĩa mà trù sát đạo đức, ta sao còn chưa vừa ý?" Như Lai nói tiếp: "Bây giờ đến lượt ông trả lời câu hỏi của ta. Ngày trước, thiên giới, nhân giới và long giới đều bạo sát như điên, không chiến mà chết. Nếu theo ta đoán, chuyện đó ông gây ra." Đại Địa Huyết Linh nói: "Đúng vậy, ta mượn sức mạnh đại địa chi tâm hoặc loạn tâm của chúng sinh tam thiên thế giới để họ tự tàn sát nhau. Vì oán niệm do chém giết, máu tươi và thù hận sinh ra sẽ giúp ta trị thương, cơ thể ta được trùng sinh nhanh chóng. Nhưng nếu không phải luyện hắc minh hấp tinh, ta cũng không cách nào hút được sức mạnh từ cửu thiên thập địa. Lợi hại nhất vẫn là đại địa chi tâm, sức mạnh hoang loạn của nó ảnh hưởng cả tâm lý của ông và sát tâm." Nghe vậy Như Lai nói: "Đúng vậy, vào lúc giết chết Khiếu Thiên, tư tưởng của tôi đúng là hỗn loạn và đã có quyết định sai lầm. Ngày trước khi tôi đánh ra trường đó, tôi đã quên mất lòng từ bi và tự gạt mình mà nói. Giết chết Khiếu Thiên là vì cứu hắn, nếu như ta tịnh tâm lại, có lẽ sẽ có cách tốt hơn." Đại Địa Huyết Linh nói: "Làm Như Lai mất cả lòng từ bi, đúng là lợi hại." Như Lai nói tiếp: "Sát tâm vốn mượn sát ý của Thiên Long chi chiến để dụ ông ra, nhưng cách nghĩ này là ngược với đại thiện, cuối cùng vẫn là sao?" Đại Địa Huyết Linh nói: "Nếu không có hai vị giúp, ta không thể xuất quan phục nguyên sớm thế được." Như Lai nói tiếp: "Chúng tôi dùng trăm phương ngàn kế tìm ông, không ngờ lại giúp ích cho ông, xem ra tôi và Sát Tâm đã thất bại triệt để." Đại Địa Huyết Linh nói: "Chưa đến lúc cuối, ai thắng ai thua còn khó nói, nên biết kẻ cuối cùng hủy diệt các ông không phải ta, mà là kẻ địch ẩn trong bóng tối." Ngay lúc này từ trên trời, sấm chớp mưa giông bão bùng xuất hiện. Như Lai ngước lên trời và nói: "Lúc này trời còn trong, sao bây giờ lại tự dưng đổ mưa lớn?" Đại Địa Huyết Linh nói: "Trời cao rơi lệ đấy, thiên giới có mà đầu là Đạo Đức Thế Tôn, nếu trời có linh cũng biết rơi lệ." Như Lai nói xen vào: "Đạo Đức Thái Tôn là thần là ma, cần phải tìm thêm chứng cứ, không thể vọng định được." Đại Địa Huyết Linh cười nói: "Nói thẳng biết ông bao lâu, ta càng lúc càng tán thưởng ông, tiếc là hai ta đạo khác nhau, nếu không đúng là sẽ kết giao người bạn như ông." Như Lai nói: "Ông là ma đầu chân chính, nhưng so với những kẻ tự xưng chính đạo, ông vẫn còn tốt hơn." Đại Địa Huyết Linh cười lớn và nói: "Ngay trước ta tưởng kẻ hiểu ta nhất là Đạo Đức Thái Tôn, tiếc là ta đã sai, hôm nay phát hiện ông mới là kẻ hiểu rõ ta nhất, hy vọng lần này không nhìn lầm." Như Lai nói: "Ông làm cách nào quen biết Đạo Đức Thiên Tôn?" Đại Địa Huyết Linh nói: "Năm xưa ta chiến với Thiên Nhất Đại Thần, ta đã thua, ta trở thành đệ tử của Thiên Nhất. Thông qua Thiên Nhất, ta quen biết Tam Tôn, trong ba vị đại thần này, ta nói chuyện với Đạo Đức Thái Tôn là hợp ý nhất." Như Lai nói: "Ông cho rằng thiên địa sau khi xuất hiện thần, ma, yêu, chém giết tăng lên, luân hồi đã mất cân bằng, thế giới không còn hòa bình." Đại Địa Huyết Linh đứng dậy tiến tới nơi của Sát Tâm Quan Âm, sờ một tay lên quả cầu nước. Như Lai thấy vậy nói: "Ông cảm thấy tam thiên thế giới lệ khí quá nặng, tội nghiệp sâu dày, nên cần phải thanh tẩy thế giới này bắt đầu từ nhân giới." Kết thúc nội dung của tập ngày hôm nay, LTG cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cũng đừng quên để lại một like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ LTG nhé. Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!